Bói nhí biển. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái súng rửa xe nhá. Các bác lên cho em là súng rửa xe. Con này thì giá sẽ là 150.000, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các phần đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, bóp cực kỳ là ngon luôn nhá. Con này thì bóp ngoài như này nó rất là êm tay, các bác bóp nó rất là dễ chứ không như cái súng truyền thống là nó có cái vòng ở đây thì các bác bóp nhiều khi nó cứ hãm tay, nó rất là khó làm. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái đầu van để mình kết nối đây thì các bác có thể về để mình lắp đặt vào cho em. Đấy, có cái đầu van kết nối đây. Giá sẽ là 150.000 và cái này thì nó sẽ có cho các bác là xoáy tĩnh tiến như này để các bác có thể là xịt rửa xe này hoặc là dùng để tưới cây này, rất là tiện nhá. Đấy đây, nó sẽ xoáy tĩnh tiến này, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là súng rửa xe nhá, súng rửa xe. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này, rất tiện luôn. Các cái phần đầu kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết. Con này thì dùng rất là xịn sò và tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các cái hệ đầu kết nối như này. Bỏ anh cái bút đi. 150.000 cái súng rửa xe này các bác nhá. Cái bút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là súng rửa xe này. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Súng rửa xe giá sẽ là 150.000. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe này. Cân thì sẽ có kèm pin cho các bác luôn. Lô này về thì sẽ có kèm pin. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi, các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, ngoài ra con này thì nó có app để các bác có thể kết nối với Zalo hoặc là quét mã vạch để mình sử dụng, nó rất là tiện này. Đấy. Thì khi các bác kết nối thì nó sẽ giúp cho các bác là đo các cái cân nặng này, nhịp tim này, huyết áp các thứ nhá. Thì về nhà các bác tự kết nối thôi. Còn em giới thiệu cơ bản thì em chỉ bán cái này với công dụng là cân thôi. Cân thôi nhá. Còn về nhà các bác muốn sử dụng thêm các cái tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu nhá. Đấy, em bán thì chức năng chính vẫn là dùng để cân. Đấy là cân sức khỏe. Các bác về các bác cân người để cân tính cân nặng thôi. Còn về nhà các bác muốn dùng như nào đấy là tùy các bác nhá. Đây. Có cập nhật nhiệt độ luôn, có cập nhật nhiệt độ đang là 27 độ C và có báo cân luôn. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy. Em thì hiện tại đang là 64,3 kg các bác này. Đấy, 64,3 kg, tức là 64 cân rưỡi. Đấy, 64 cân rưỡi, gần 65 cân. Đấy, đây nhá. Có các chức năng như này, về nhà các bác kết nối vào là các bác sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 130.000, 130.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Đấy. Giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 90.000 trong cái bộ ủng đi mưa như này nhá. 90.000 trong bộ ủng đi mưa như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình đi mưa, đi ở khu vực nào mà bị mưa rồi lầy lội là các bác đi vào cho em. Con này thì các bác đi nó rất là rộng nên các bác có thể đi xỏ hạ quả cả giày cả dép vào đây luôn. Cả giày cả dép các bác cứ đi vào. Đó, sau đó thì về nhà các bác chỉ cần giặt đi cho em là xong. Thì mình đi giày dép nó vẫn sạch sẽ và nó ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ ủng đi mưa nha. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, giày dép các bác xỏ vào được hết nhá. Cái đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đó, rất tiện luôn. Mà có đó. Em này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đèn phễu này bao nhiêu? 90.000 trong con đèn phễu siêu sáng như này, có kèm cho các bác là một dây và một cáp sạc này. Cái này là cái dây đeo lên đầu này và một cái cáp sạc như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Con này thì siêu sáng luôn các bác. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, có báo pin các bác này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất sáng luôn các bác. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đây, cái pha của nó mà ban ngày các bác còn xem cái điểm sáng nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình đi săn bắt hái lượm này hoặc là soi dọi. Đấy, đề phòng mưa gió bão bùng rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, nó sẽ hình cái phễu như vậy. Lên cho em là đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn. Con này thì bao nhiêu nhỉ? 80.000 trong con đèn tròn như này, bao gồm một đèn, một điều khiển, một cáp sạc. Đấy, một đèn điều khiển cáp sạc đây. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là pin của nó là dung lượng là 2.500 mAh và có sạc năng lượng mặt trời nhé. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là
công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất này. Đấy, có các chế độ ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua điều khiển cũng ok. Điều khiển thì về nhà các bác lắp pin vào cho em nhá. Đó. Giá thì sẽ là 80k cho một con đèn như này, có năng lượng mặt trời luôn thì các bác dùng nó rất tiện. Đấy, có sẵn cả pin cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn này. Đèn tròn, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên theo là bộ nồi 5 món này. Đấy. Giá này sẽ là 140.000 cho 5 cái nồi như này. Hàng này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày các bạn, không quá dày, vừa phải thôi. Và cái này của nó thì nó đều có bọc túi bóng chống xước hết này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là cái nồi này là to nhất sẽ là 24cm và cái nhỏ nhất là 16cm. Đấy thì cứ nồi nào là vung đấy nhá, nồi nào vung đấy như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Ưu điểm của nó là cái nắp vung này của nó bẹt thì các bác có thể để chồng với nhau được. Đây, mình cứ chồng với nhau như này. Đấy, còn không chồng nữa thì lúc mình bỏ gọn nó rất là gọn. Con to nhất là 24cm và con nhỏ nhất là 16cm. Đây. Đấy, 140.000 cho 5 chiếc nồi như này. 5 chiếc nồi như này, rất tiện ích luôn nhá. 1 2 3 4 5. 5 cái nồi như này dùng rất là tiện này. Đấy. Và không dùng nữa thì các bác lại chồng vào nhau cho em. Đấy. Cứ làm nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy. Từ to đến nhỏ. Đấy, nồi nào vung đấy. Đấy, chồng vào. Rất là gọn luôn. Đấy, thấy không? Đây. Đấy. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, rất xinh luôn. Đấy. Combo cho các bác luôn. Đấy. Mình không dùng nữa thì mình lại bỏ vào trong tủ và bỏ vào trong này, mình lại cất đi. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác cất đi cũng rất là gọn. Còn dùng ví dụ như nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc lấy ra. Đấy, lên trên là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 180k. 140.000 5 món này. Giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Con này thì nó sẽ là bằng silicone như này. Đấy, bằng silicone và thiết kế theo kiểu than tổ ong như này, rất là mềm luôn. Thì khi mà các bác đi lại thì mình sử dụng, mình ngồi thì nó sẽ là chống cho các bác là đau cột sống này rồi các cái bệnh về trĩ là rất là ok luôn nhá. Đấy, nó có cái độ đàn hồi co giãn nhất định, rất là thích luôn. Và cái vải này của nó thì cái mặt dưới này là có lớp cao su non này, chống trơn trượt này. Mặt trên thì nó sẽ là dệt 5D thoáng khí này. Đấy. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế này. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một lần này. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30/30cm một chút, chiều rộng thì vào khoảng là gần 30cm. Đấy, các bác ngồi là rất là vừa mông luôn, rất là ngon lành nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy. Lô này về hoa văn màu sắc rất là đẹp và cái màu của nó là cái màu đất như này, rất là sạch này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Bác nào lấy nhiều màu thì là em sẽ chọn đủ màu. Đấy, đủ mẫu. Giá thì sẽ là một cái thảm như này, giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? Thảm 46. 45.000 cho một con thảm 46 như này. Hàng cực kỳ là dày dẫn các bác nhá, dày dẫn. Chất liệu của nó thì bằng nỉ như này, bằng nỉ như này và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Bên dưới là cao su non, mặt bên trên thì bằng nỉ chống trơn trượt rất là tốt. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn nhá, rất là đa di năng luôn. Đó, chống trơn trượt, bên dưới cao su non chống trượt, bên trên thì nỉ thấm hút rất là tốt, siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, siêu thấm hút luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là một chiều 40 chiều 60. Lên theo là thảm 46. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45 đúng không? 45.000 cho một cái thảm 46 như này, một chiều 40 một chiều 60, rất là tiện, sạch sẽ. Cái này các bác chỉ cần vỗ qua cái là sạch luôn. Đấy, vỗ qua cái sạch luôn nha các bác nhá, rất là tiện luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây, rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá. Bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên
6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat. Và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450 nghìn cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450 nghìn. Đây, một con chuyên đây. Đấy, và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì Tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450 nghìn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá. 450 nghìn cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia, giá của nó sẽ là 700k nhá, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn đây các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy, rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái loại sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen, màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động, như là khi các bác dùng nó rất là tiện. Đây, ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này, nó sẽ bật này là nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra.
nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhé, nan kép 10 nan, và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy, thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác mà mua ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác theo. Đấy. Rất tiện. Đấy, các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên cho em là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin sau đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1.800W, hàng của Toshiba nhá. Còn một ít cái mã này nữa, con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhá, 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1.800W nhá, 1.800W. Đây chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi, chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái rồi các bác nhá. Đó, giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này, 70k các bác nhá. Đó, còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1.800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số rác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng để đấu vào cái ắp quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắp quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc.
60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng tôi nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bạn. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây, đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, rồi Australia, Italia, các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá, công suất của nó sẽ là 400W và 1.500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba đây, một cái cối thủy tinh to như này và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bạn. Đây. Có gen xoáy như này, dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship. Đấy. Đây. Sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tắc này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá. Dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá, 1,5 lít, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy, rất tiện các bác thấy không? Đó, xay thì rất là tít luôn. Đó, các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này, xong sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy, một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisa Villa, Kaisa Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisa Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn này. Đấy, đây. Các bác ấn mở này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn. Nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nha. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nha và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5, 6 loại bếp như này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp luôn.
Kaisavilla chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá, ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này, 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá, bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết xin lỗi các bác, bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này, một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ 3 móng Đức này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ 3 móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa, 1 2 3, bốn cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on off ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai áp quy này, các bác muốn mở bóng này đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện đấy. Các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này, đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là
công tác áp quy nhá, công tác áp quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tác áp quy giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tác như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy. Mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tác đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tác áp quy giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá. Đấy về nhà thì ví dụ như cái cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này. Các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti. Nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào. Nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nha. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt. 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý 30k. Lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy. Đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lạch như này, bằng con quay lạch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lạch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lạch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng là hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn quá, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít các bác này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp. Quai mạ vàng nhá, quai mạ vàng chấm hết luôn đây các bác này. Đấy. Quai mạ vàng này rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quai mạ vàng hết các bác nhá. Quai mạ vàng hết này. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Đây là cái đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi đến cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức.
giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 100 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo tráng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Tráng đá chống dính này, đó. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bạn này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bạn này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn. Con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000, cọc trước 200. 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái mẫu xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm mẫu mới. Con này thì của nó sẽ là dùng bằng các loại bọt kem. Đấy, cho nên khi các bác dùng nó rất là thích, lắc đều lên cho em sau đó thì các bác xịt ra. Đó. Cái này nhìn nó có một cái lẫy khóa. Đây cái này các bác bóp này cho em nó sẽ ra này. Đấy, và đây là nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này. Đấy. Thì các bác tẩy nhà tắm nhà vệ sinh nó rất là sạch sẽ luôn. Và cái này của nó là hương tự nhiên, nó thơm nhá. Và nó không bị ăn sứ ăn men các kiểu và dùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k nhá. Đến mã giúp cho em đó là xịt nhà tắm 50k cho một cái lọ xịt nhà tắm như này. Đấy, thì con này của nó là hương tự nhiên thì các bác có thể xịt vào tất cả các loại đều ok hết nhá. Đấy, các cái loại vòi sen rồi các cái đồ sứ đồ inox đều ok hết. Và cái này thì nó không bị ăn mòn và không ra tay và mùi rất là thơm luôn. Đấy, tức là hương liệu tự nhiên thì mình dùng nó rất là an toàn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Đấy, thì giá sẽ là 130.000, 130k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này các bác này. Đấy, đây. Rất là đẹp luôn. Cái này thì để các bác dùng để sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, nó có những cái đồ điện, đồ gì đầu lục giác thì các bác dùng. Đấy, nó sẽ là một cái bộ lục giác như này. Các loại ốc mình dùng để mình sửa chữa đồ đạc. Đó. Cái này bên em đang bán là 130k, đợt này xả cho bác còn 90k thôi, 90.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy. Quạt nó bằng tích điện đấy, cái này dùng mất điện rất là tiện này. Đây. Đấy. Mất điện thì bật công tắc lên này. Bán lắm. Cái này là đi 380 à? 380. Cô bác ơi, cái này nó dùng bằng pin này nó tiện chứ. Mất điện mất điếc là mình dùng tiện lắm này. Đấy, 380.000. Đấy, mất điện thì mình cứ cắm sạc vào thôi, lúc nào mất điện nhà có trẻ con trẻ nhỏ mình dùng. Đấy, đi ngủ nhà không trẻ con mà mất điện là chết dở luôn, nó khóc. Đó, nhưng cái này dùng nó tiện từ 5 đến 10 tiếng luôn. Pin này từ 5 đến 10 tiếng. Đấy. Dùng bác mất điện mà không. Cái này rất là tiện luôn. Đó. 380.000 rất là mát, có số 1 và số 2. Đấy, mát lạnh luôn. Đồng hồ kìm thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship nhá, 230k. Cái này các bác nên mua, nó thực dụng luôn. Đó, 230.000 các bác đo kìm rồi đo vôn kế ampere để ok hết nhá. Giá sẽ là 230.000. Có đo ôm, đo ampere, đo vôn kế, đo các kiểu con này đều luôn. 230k các bác nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm như này. Đó, 230.000. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là
thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này, đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em, đốt thoải mái cho em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này, à một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó. Da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy 100k nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy 100.000. 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhá. Đấy ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy. Cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5cm này. Cái này sẽ là 30k cho một cái ly đồng như này. Đấy lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000.
Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm. Và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập đâu nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi. Có một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật rất là chất lượng các bạn này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch, con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì
đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bác nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá, có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá, một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, có cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 5-700.000 rồi. 5-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính, vung quai các thứ. Đây, đấy vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000, bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn luôn nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Đây, đấy. Thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi. Đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy. Đây, các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây. Các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này, đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy? Cái tên nó là gì? Các bác lên cho em là bình 3 nhá, 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình. Cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500ml nhá, 700ml các bạn. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này. Đó, inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là 3 cái cốc nhá. 3 cái cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn. Rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học đi chơi đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác này. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy. Phần cao su non, và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 100
160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Sạc nhanh sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô, đấy, vỏ ô tô, đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc, các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong này. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đấy, nó vá này soát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này. 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc, thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn. Dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá. Rất tiện ích luôn. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Ok. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy, và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con Camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con Camel này thì có màu trắng màu đen thôi nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này.
Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều, và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm, con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá, rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em, rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này, các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách rất là tiện nhá. Đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Giá sẽ là, lên cho em là bình tông này. Đó. Bình tông, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã bình tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp xiếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, ren giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này. Thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền đẹp chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh.
Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này, đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy. Còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này rồi các cái loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhé. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày, dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào phát là nó đẩy lồi hết này luôn. Thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước, thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên cho em là ép tỏi giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá, khò ga đại. Con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, hàng thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy. Đầu của nó thì là bằng đồng hết này, đầu bằng đồng giữ nhiệt rất là tốt luôn và là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga đại như này. Có lên cho em là khò ga đại 120.000 nhá, khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các cái vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. 15. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy, con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này. Đấy, 4 cánh mini 28W, con này thì siêu sáng luôn, rất sáng các nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bác này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi giá đã phải là 570.000, 570.000 nhá. Đấy. Vậy và một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy, có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy, rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa di năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một chiếc nhá. 40k cho cái bóng đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? 120.000 thôi nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh thì nó chỉ thêm 3 cánh nữa thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy, và một cái con nguồn như này các bác nhá, một con nguồn. Đấy, một con nguồn, một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá thì mình cắt đôi nó ra. Thì cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này.
Đấy, dây phích cắm các bác đấu vào chân 1-2 cho em nhé. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy, đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3-4 nhá. Bên này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3-4 nhá. Đầu vào là 1-2 và đầu ra thiết bị là 3-4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Đấy, bây giờ cắm vào này. Các bác nhà mình cắm điện vào là được nhá. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m thôi nhá. Đấy là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy, đều ok hết. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá. Đó. Được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển à, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy, nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95.000 một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này. Đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết, nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35.000. Đó. Máy đuổi chuột này, đó. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em mới lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một like kênh, chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop tiếp tục về cái lô dây điện vàng nhá. Quận này thì nó chỉ tầm khoảng 20m thôi. Đó, nó tầm khoảng 20m và giá thì chỉ có 170.000 nhá. 170.000 cho một quận dây điện vàng như này. À, dây của nó thì vào khoảng là dây 1.5, có đèn báo nhá. Có đèn báo này, có 5 chân cắm như này, 1 2 3 4 5. Có đèn báo, 5 chân cắm. Và dây dài khoảng 20m, dây 1.5 nhá, hàng nội địa của Nhật. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, rất rẻ nhá. Đấy, dây điện vàng này. Dây điện vàng giá sẽ là 170.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây điện xanh này. Dây điện xanh này thì dòng dây của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây này của nó thì nó sẽ là dây 2.5 này. Đây, FA 2.5 này. Hàng Japan CU này. Đó, công suất của nó là lên tới 500V luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo mét nhá, theo mét. Đấy, dây này của nó thì cũng là dây ổ đúc cắm cực kỳ chặt luôn, kết nối rất là tốt nhá. Chống va đập, có đèn báo các thứ hết luôn. Con này thì giá của nó sẽ là theo mét dài các nhá. Đấy thì bên shop sẽ về theo mét dài thì các bác cứ mua theo mét dài giúp cho em. Đấy, theo mét dài giúp cho em nhé. Đấy. Và nó sẽ có cái mét dài như sau. Nếu các bác mua quận 5m thì sẽ là 220.000 bao ship nhá. Đấy. 10m thì sẽ là 330.000, 330.000 và 50m à 30m. Đấy, 30m thì giá của nó sẽ là 650.000.
650.000 và bao ship nhá. 5m là 220, 10m là 330 và 30m sẽ là 650.000. Dây của nó là 2,5 ly nhá. 2,5 ly. Đấy, dây xanh. Để bắt lên cho em là dây xanh nhá. Đó. Dây xanh này, 2,5 ly và giá sẽ là như sau. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng ổ đúc nhá. Ổ này nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập cho các bác luôn. Ổ đúc chống va đập thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, dòng 3 chân, dòng 5 chân. Hàng cực kỳ VIP cho các bác luôn, hàng rất VIP cho các bác luôn. Hàng 3 chân này thì không có đèn báo. Và hàng 3 chân này có đèn báo, còn 5 chân này không có đèn báo nhá. Dòng ổ đúc cao su chống va đập nhá, bên trong của nó đều là bằng lá đồng hết nhá, bằng lá đồng hết. Các bác yên tâm sử dụng. Con này thì dùng cực kỳ là bền bỉ chắc chắn cho bác luôn. 5 chân cắm, hàng cao su non. Cầm cho anh cả cái ổ vàng đó. Hai cái ổ vàng kia cầm đây. Đấy thì dòng này có bác đập phá thoải mái nhá, đập phá thoải mái. Kể cả các bác lấy búa đập cũng ok luôn, lấy búa đập cũng ok luôn nhá. Đó. Thì bên shop có rất là nhiều các cái dòng ổ điện thì em sẽ lên chi tiết cho các bác các cái mẫu luôn. Đấy, các chi tiết các mẫu luôn, đập phá thoải mái nhá. Đấy. Thì bên shop nó sẽ có 4 mẫu như này các bác này, 4 mẫu như này và bên em sẽ lên theo tên nhá. Đầu tiên thì cái này các bác sẽ lên thì em là ổ đúc cao su nhá, dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là giá của nó thì đều là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su này. Ổ đúc cao su nhá, ổ đúc cao su. Dòng 3 chân, có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho cái ổ đúc cao su như này các bác nhá. Chống va đập, đấy rất chắc chắn cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop có hai cái mẫu ổ vàng nhá. Đấy, hai cái mẫu ổ vàng thì cái này bên em lên nó sẽ là các bác lên cho em là ổ vàng dài đi cho nó dễ. Đấy. Ổ vàng dài này. Ổ vàng, đấy, ổ vàng dài. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 à. 65k nhá. Đấy, 65k thì cái ổ vàng dài như này. Còn đây nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Thì con này giá của nó sẽ là 45k. Đó, 45k. Đều là dòng ổ vàng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy. Chống va đập các bác này. Đấy, chống va đập, đập phá thoải mái luôn nhá. Đập phá thoải mái luôn. Thì cái con ổ vàng dài này thì bên em còn lên trước thì lên tên nó là B1 nhá. Nhưng bây giờ các bác, đấy, các bác lên cho em là ổ vàng dài hoặc là ổ vàng B1, giá sẽ là 65.000. Đấy, thì con này nó sẽ là ổ vàng dài này. Còn con này thì nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá. Đấy, ổ vàng 5 chân. Ổ vàng này. Đấy. Ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Giá sẽ là 45k. Đấy, 45.000 cho con ổ vàng 5 chân như này. Còn con ổ vàng dài này sẽ là 65.000. Đấy, đây là các cái dòng ổ điện bên em, đều là dòng ổ chống va đập hết. Tiếp theo thì kéo thì bên shop sẽ về cho các bác cái kéo vàng này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Thép SK5 Japan này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một con kéo bếp vàng như này. Lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Còn mua từ 3 cái thì sẽ là 100k nhá. 3 cái thì sẽ là 100.000 cho 3 cái như này. 100.000 cho 3 cái luôn, 100.000 cho 3 cái. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái kéo rất là cao cấp luôn, đó là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Con này thì các bác biết rồi. Đó. Con này thì hàng cao cấp rồi các nhá, hàng cao cấp rồi. Rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn hơn và cái giá của nó sẽ là các bác lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật, thép SK5 này. Có chức năng là cắt gà, cắt cá, khui bia, mở nắp chai và kẹp cua ghẹ luôn, rất dày dẫn chắc chắn. Con này bao nhiêu? Con kéo khui bia này sẽ là 75.000, còn con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35.000 nhá. Nó lệch nhau một nửa tiền luôn. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đều là hàng của Nhật nhá. Đều là hàng của Nhật, Japan này các bạn này. Đó, đều là Japan nhá. Một con của nó sẽ là 35.000 và một con là 75.000. Đấy, một con là 75.000. Đấy, hàng thì độ sắc bén như nhau nhưng mà độ dày thì khác nhau nhá. Độ dày, độ to thì khác nhau. Đó, thì con kéo bếp vàng này là 35.000. Còn con kéo khui bia này thì sẽ là 75.000 nhá. Đấy, kéo bếp vàng là 35.000, kéo khui bia sẽ là 75.000. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đấy, con này thì các bác lên xem là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Thép SK5 không gì này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Kéo khui bia. Kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75k nhá, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu kéo cắt gà, một loại là hàng của Đức và một loại là hàng của Nhật này. Đấy, kéo cắt gà nó sẽ là có hàng của Đức và hàng của Nhật cho các bác luôn. Đấy, con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000 và con hàng của Nhật này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000.
Đó, 120.000, đều cũng là dòng kéo thép SK5. Con này thì hàng của Đức này, Made in Germany đây. Made in Germany, hàng của Đức, còn con này thì hàng của Nhật, Japan đây. Đó. Và hai con này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Kéo gà của Đức này thì sẽ là 90.000 và con kéo gà của Nhật này thì sẽ là 120.000. Đấy, 120.000. Chuyên để cắt gà cắt cá rất là ngon nhá. Cắt gà cắt cá các bác có thể dùng để cắt cành cây cũng được. Đó. Rất là tiện. Có lẫy khóa như này các bác này, có lẫy khóa như này. Đấy, chức năng của nó thì cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để kẹp cua, kẹp ghẹ, mở nắp chai đều ok hết nhá. Các bác lên cho em là kéo gà Nhật, con này sẽ là 120k nhá. 120.000 con kéo gà Nhật như này. Đấy, còn con kéo gà Đức này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho em kéo gà Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su. Sản phẩm thì sẽ là một dây và một đầu vòi sen như này. Đầu vòi sen này thì nó sẽ có là 3 cấp độ nước khác nhau này, 3 cấp độ nước khác nhau. Có đóng ngắt trên tay nhá và có dây kết nối cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, 90k thành cái bộ vòi sen cao su như này. Có cái đầu vòi cao su như này thì các bác dùng để tắm massage rất là tốt này. Có đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su này, đó. Sen cao su giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái bộ sen cao su như này. Đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen, một cáp dây như này nhé. Combo cho các bác luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Đấy, 90k cho một cái bộ sen cao su như này. Giá rất hợp lý luôn các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhé. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết luôn. Đấy. Có cho các bác là các cái đầu mũi vít này. Đầu mũi vít này, PH1, PH2 này. Đấy, một cáp sạc này. Đấy, và một máy khoan như này nhá, một máy khoan như này. Đấy, một cái máy khoan như này các bác này. Đấy, một máy khoan như này. Đấy, con này thì có cả đảo chiều luôn nhá, có cả đảo chiều luôn. Đó, và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể xoay được các bác này. Đấy, có thể xoay thẳng như này được này. Đấy, xoay thẳng có đèn báo luôn, có đảo chiều như này. Đó, không thích dùng các bác lại xoay ngược trở lại chứ em. Đó, rất là tiện nhá. Đấy, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái bộ đầu vít bao gồm 30 đầu như này, 30 đầu như này các bác sử dụng tùy ý nhá. Đấy, lục giác hoa thị các cái đầu mũi như này thì dùng rất là phê luôn. Đó. Bây giờ nếu các bác mua một cái bộ đầu vít như này thôi đã phải mất đi hàng trăm nghìn rồi. Đấy. Ngoài ra thì nó lại có một con tay lắc như này này. Đấy, một con tay lắc như này rất là tiện luôn. Đó, một con tay lắc như này. Các cái đầu mũi khoan này, các cái đầu mũi khoan, đầu mũi vít nhá. Đấy. Đầu khoan, đầu vít đầy đủ cả đầu khẩu luôn. Combo cho các bác một bộ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đó. Khoan mini 180k cho cái bộ khoan mini như này. 180.000. Giá không thể tin nổi luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy và hai mũi vít như này, một máy hai mũi vít, một dẹt một tròn. Đấy. Và con này cũng có cho các bác là đảo chiều lên xuống nhá. Đấy, nó hết pin rồi về nhà các bác sạc vào cho em. Đấy, có kèm cho các bác là một cáp sạc luôn, kèm một cáp sạc như này. Đấy, hàng nhỏ gọn bằng cổ tay như này, dùng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để bắt vít nhá. Đấy, tháo lắp vít rất là ok, có ra có vào cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy vít nhá. Con này thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 nhá. Đấy, lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 120k. Đấy, tháo ra lắp vào. Máy vít 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái móc gỗ đây. Lên cho em là móc gỗ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái đầu móc như này. Có cho các bác một cái đầu xoáy như này. Các bác có thể dùng rất là tiện. Lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k cho cái móc gỗ như này. 40.000 cho một con móc gỗ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai luôn. Thêm một cái đầu vít như này các bác này. Đấy, đây đi xem. Thêm cho các bác một cái quai móc nữa. Đây. Thêm cho các bác một cái quai móc như này, các bác móc vào đây cho em, móc vào đây cho em là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện này. Đấy, móc vào đây cho em mình sử dụng nhá, rất là tiện luôn. Đây, đấy, treo lên như này, lên cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ giá sẽ là 40.000 cho một con móc gỗ như này, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên đã giúp cho em đó là cái thanh cài dao nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thanh cài dao như này. Bao gồm cho các bác là các cái khay để các bác dắt dao này. Và 1, 2, 3, 4, 5 5 cái móc như này. Chiều dài khoảng 45cm. Và giá thì sẽ có 90k thôi. 90k cho một con thanh cài dao như này nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao. Giá sẽ là 90.000, rất là tiện luôn.
có vít đây, có vít về nhà các bác có thể bắt vít vào tường này, hoặc là bắt vít vào cửa giả này, hoặc là bắt trực tiếp lên tường đều ok hết. 90.000 cho cái thanh cài dao như này, rất tiện ích luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá, rổ vuông này. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ rổ như này, bao gồm cho các bác là ba đôi nhá, ba đôi. Đấy, ba đôi sẽ bao gồm cho các bác là ba rổ ba chậu nhá, ba rổ ba chậu. Ba rổ ba chậu như này. Đấy, ba rổ ba chậu như này. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy. Cứ combo cho em là ba rổ ba chậu, ba rổ ba chậu 90.000. Đấy, tính ra là mình mua chỉ vào mất có 30.000 thôi. Đấy, con nhỏ nhất này khoảng 25 cm và con to nhất này khoảng 35 cm. Đấy, đây. Nhựa như này mới gọi là nhựa con này. Đấy, nhựa như này mới gọi là nhựa cho em. Đó. Nhựa thì nó sẽ là hàng nhựa Việt Nhật đây, nhựa Việt Nhật hai lớp. Hàng ISO an toàn sử dụng nhá. Đó. Rổ vuông giá sẽ là 90.000, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Các bác lên cho em là mũ dàn di. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mũ như này, một mũ dàn di đẹp như này và một con thắt lưng như này nhá. Đấy, một mũ một thắt lưng như này. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Một mũ một thắt lưng như này rất là đẹp. Giá thì đều là đồng giá 80.000 một chiếc nhá. 80.000 cho một chiếc mũ và 80.000 cho một con thắt lưng dù như này nhá. Thắt lưng dù hàng của thương hiệu Dép này. Đấy. Tuổi đời của con này thì nó sẽ là vào khoảng là năm 1941 nhá. Đấy, công ty Dép này là khá là lâu đời rồi. Chữ Dép to khủng bố luôn các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đây. Đấy, một con mũ dàn di này, rất là đẹp, đội vào thì cực kỳ là form. Ôm form ôm đầu cho các bác luôn nhá. Ôm form ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là mũ dàn di, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, và thắt lưng cũng là 80.000 luôn. Mũ dàn di này, mũ dàn di giá sẽ là 80k. Đấy. Và lên cho em là thắt lưng dù nhá, giá sẽ là 80k luôn. Thắt lưng dù cũng 80.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải của Nhật đây. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6. Một vỉ là 6 cái như này nhá. Bàn chải cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, chất liệu bàn chải này cực kỳ là mềm luôn. Đó, dùng nó rất là thích nhá. Và cái này thì có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Đầu bàn chải to, dùng rất là thích. Đấy, chà răng rất là ngon luôn. Một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 6 cây bàn chải luôn. Đấy, lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải, giá của nó sẽ là 25k cho một vỉ như này. Hàng này là đạt tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn nhá. Đấy, tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn. Đấy, khi các bác dùng con này thì chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá sẽ là 25k cho một vỉ bàn chải như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng này. Đấy, thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này. Một cái thắt lưng như này rất là đẹp luôn. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp này. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Và bao gồm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Hai mặt như này, rất đẹp các bác này. Đấy. Hai mặt như này rất là đẹp luôn. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp này bao nhiêu đây? Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, sáng bóng đẹp nhá. Đấy. Lẫy cà như này các bác này. Đấy, lẫy cà như này, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đây. Đấy. Trơn này. Đấy, khóa của nó nghe rất là thích rồi. Đấy, rất đẹp các bác này. Lên mã giúp em đó là cá sấu hộp 1 dây và 2 mặt nhá. Đấy, cá sấu hộp 1 dây 2 mặt như này, 1 dây 2 mặt. Giá thì sẽ là 100 đấy, lên mã giúp em là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 160.000, đựng trong một cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà nhá. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Đó, cá sấu hộp này. Cá sấu hộp 160k. Còn nếu các bác mua nguyên một cái dây không thì giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 1 dây 1 mặt thì sẽ là 80.000. Còn nếu mua combo chọn bộ như này thì sẽ là 160.000. Đấy, tùy theo các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhá. Que hàn nhiệt, đây nó sẽ là một cái que hàn như này. Đấy, và một vỉ này của nó thì sẽ là bao gồm là 3 que nhá. Khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị gãy như này thì các bác rất là thông cảm thôi. Đấy, thì con này về các bác chỉ cần dùng lửa mình đốt lên cho em. Dùng lửa mình đốt lên, sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực nào mà nó bị các bác muốn hàn các cái lỗ các thứ đều là ok hết nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái bịch que hàn nhiệt như này. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25k. Đó, 25k cho một cái que hàn nhiệt như này, 25k thôi nhá. Đây em sẽ có video thực tế luôn.
Đây các bạn này. Mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn. Đây thì em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để giới thiệu các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì các số hotline của bên em đây. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cảm ơn như ghế. Cái nồi cơm sáp cho nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500.000 tròn các nhá. 500.000 tròn. Đấy. Mở này. Đấy, mở ra thì các bác chỉ cần nhấn cái nút này là mở này. Đấy, nhấn nút này là mở nhá. Và đây thì các bác sẽ có cho em là một cái khay đỡ này. Đấy. Một cái khay như này, kèm theo cho bác là môi thìa này, rồi cáp này. Đấy. Rồi phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Mâm thì cực kỳ là dày luôn. Đấy. Con này mâm của nó rất là dày nhá. Mâm dày này con này. Nghe nó kêu như chuông luôn các bác nhá. Nghe kêu như chuông luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác. Đấy, mâm dày. Mâm bằng nhôm pha gang nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi niêu như này, nồi niêu nhá. Đấy. Nó vòm kiểu hình niêu như này và mâm của nó mâm nhiệt cũng rất là dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt và nấu cơm ngon. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá. Đấy. Nhà gia đình 3-4 người ăn, 5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, dung tích của là nó là 1.8 lít này. Hàng thương hiệu nồi cơm sáp của Nhật nhá, nồi cơm sáp của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đó, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho anh em. Đó, dung tích của nó là 1.8 lít. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm sáp nhá. Giá thì sẽ là 500k. Đó, nồi cơm sáp 500k nhá. 500k tròn cái nồi cơm sáp như này các bạn này. Đấy, đây. Của nó thì nó sẽ là dòng 1.8 lít, công suất là 900W và sử dụng điện 220V nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 900W thôi nhá. 900W này. Dung tích 1.8 lít và điện 220V 50Hz. Đấy, kích thước của nó là 35 x 292 x 260 này, dài rộng cao 900W nhá. Nấu cơm cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là nhanh và ngon luôn. Dung tích 1.8 lít, từ 3-5 người ăn thoải mái các nhá. Từ 3-5 người ăn thoải mái. Giá thì các bác lên trên là nồi cơm sáp, giá sẽ là 500.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví hồng này các này. Đấy, cầm anh cả cái ví xanh này. Mã ví hồng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Đấy, 60.000 trong cái bộ ví hồng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ví với 3 cái bấm móng tay này, rồi các cái phần để nặn mụn này, rồi lấy da chết, rồi nhíp chỗ lông các thứ, rồi nói chung là vệ sinh rất là tiện ích cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Nguyên bấm là có 3 cái bấm móng rất đẹp này, một cái để các bác bấm vào những khóe tay khóe chân này. Đấy, rồi kìm kéo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nha. 60.000 cho một em ví hồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nha. Đấy. Ví hồng này. Giá sẽ là 60k cho cái ví hồng như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, ví xanh như này. Một con ví xanh này thì con này là 100.000. Con này thì hàng nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều các bác, cao cấp hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, có một cái bấm dành cho trẻ em này, 3 cái bấm to và một cái bấm khóe này. Đấy, một cái bộ nạo gót chân này, rồi nặn mụn, rồi kéo cắt tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho bác như này, mài móng tay móng chân. Đấy, màu này thì nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn. Đầy đủ các combo chi tiết như này. Và giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một em ví xanh như này. 100.000 cho một em ví xanh này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái thùng đựng gạo này. Đấy. Con này thì hàng của thương hiệu Hokori, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, liên doanh Việt Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là đựng được một yến gạo nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo. Thì nói chung là nó cũng rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng, thì bây giờ gạo các bác cũng không ăn nhiều thì mỗi lần mình đong hoặc là mình sát thì nó cũng vừa đủ thôi, khoảng một yến thôi.
Đây nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này, kèm cho các bác cái âu này là có thể vo gạo được luôn nha, có thể vo gạo được luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái phần rót này, thì các bác rót nước nó chắt ra đây và nó sẽ đọng gạo lại này. Mình cho gạo vào đây mình bóp này, bóp xong đó thì mình đổ gạo vào xoong là xong. Đấy, và có cái phần chắt như này thì nước nó không lọt lại này, gạo nó không ra mất này. Và con này khi các bác cho gạo vào đây nhá thì mình bóp như này nó mới nhả gạo xuống này. Bóp này là nó sẽ nhả gạo xuống dưới này. Thì bao giờ các bác ăn gạo thì bao giờ mình cũng phải ăn cái gạo cũ trước nhá. Ăn gạo cũ trước thì cái gạo mới mình đổ lên chốc và gạo cũ nó ở dưới đít thì bao giờ nó cũng lấy từ dưới đít lấy ra thì bao giờ còn mình cũng lấy hết được cái gạo cũ trước nhá. Và bộ sản phẩm mình sẽ bao gồm cho các bác là một thùng đựng gạo 10 cân. Kèm thêm cho các bác là một cái âu như này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá sẽ là 180k trong cái thùng gạo như này, 180.000, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu bơm. Đó là cái mẫu bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 xi lanh. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1 xi lanh như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Đấy đây, các cái đầu bơm của đây các bác này. Bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000, có đồng hồ đo báo luôn. Và dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là dây dù nhá. Đấy, dây cao su bọc dù. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bơm 2 ti. Con 2 ti này thì dung tích của nó sẽ là 2 xi lanh và bơm được khoảng 10 cân nhá, khoảng 10 cân. Con này thì các bác có thể bơm ô tô thoải mái. Hàng thì của thương hiệu Santalay Made in Japan. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, các bác chỉ cần đẩy này là bơm nó ra này. 2 xi lanh dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có đầu bơm phao, bơm bóng rồi kết nối nhá. Cao su của nó thì siêu mềm luôn và rất là dai nhá, siêu mềm dai luôn. Gấp ra gấp vào thoải mái, xoắn xít thoải mái luôn. Hai xi lanh đều đạp chân, hai con đều đạp chân hết nhá. Đấy, con một xi lanh này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Còn con hai xi lanh này thì của giá của nó sẽ là 200 mấy nhỉ? 250.000 nhá, 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này. Hỏi lại cho anh em bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bơm 2 ti 230k và bao ship đến tận nhà nhá. 230.000. Bao ship tận nhà. 60 cân chiều về chở được. Hai xi lanh bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi như này của nó thì ném cho anh hai cái bình. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi như này. Đấy, con này rất là thơm luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy. Thì một túi là 10 viên. Thì các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu một túi này là 10 viên và giá sẽ là 15k nhá, 15k. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Sạch, thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm, diệt khuẩn, giá chỉ có 15.000 cho một túi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh đây. Bình xanh, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội. Và hàng bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm thì các bác dùng để đựng nước uống là cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, bằng nhôm thì các bác biết rồi, dùng đựng nước uống cực kỳ an toàn. Nắp có lẫy xoáy và có gen bảo vệ như này rất là tiện ích này. Đấy. Con này thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh. Đây, nó bằng nhôm này, có những con khi vận chuyển thì nó bị trượt như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, cái này thì hàng nó vận chuyển thì nó sẽ gọi là hàng thanh lý thì nó hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được các bác nhé. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy thì con nó sẽ có hai dòng, 1 lít và 2 lít nhá, 2 lít nhá. Có quai đeo như này các bác này, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi công tác hoặc là các bác đi ra ngoài đồng ngoài áng thì dùng con này rất là tiện, vứt bờ vứt bụi đều được. Đấy, nó sạch sẽ và nó có quai đeo luôn. Đấy, lên cho em là bình xanh nhá, bình xanh. Con 1 lít thì sẽ là 70k. 1 lít là 70k và con 2 lít thì sẽ là 90k nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. 7 lít, 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 30 lưỡi. Thấp nhất là sẽ có 30 lưỡi, còn có những lô về thì nó sẽ cho các bác là 36 lưỡi thì em cứ nói nước đôi như vậy để tránh khi các bác nhận được hàng mà 30 thì các bác lại bảo là quảng cáo không đúng. Còn khi các bác nhận được hàng thì nó có thể là lô 30 và lô 36 nhá. Đấy. Thì đây sẽ kèm cho các bác là 30 lưỡi này, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái lọ kem. Đấy. 30 cái lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem như này. Rất tiện ích cho bác luôn. Lưỡi của nó là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi kép, hai lưỡi siêu bén cho các bác luôn. Đấy, mua một bộ này dùng cả năm đi em. Mua một bộ này dùng cả năm. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy.
30 lưỡi và một cái lọ kem kèm thêm một lọ bàn cạo, một cái bàn cạo nữa. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem này, bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhé, 60.000, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì tiếp shop về cho bác. Nay thì shop tiếp tục về cho bác cái mẫu giấy ăn các bác nhá. Đó thì cái này thì bên shop sẽ bán theo bịch nhá. Đấy. Bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một bịch như này. Đấy, 20.000 cho 10.000 cho một bịch như này các bác nhá. Đấy. 10k trên một gói nhá, 10k trên một gói. Mua lẻ thì là 10.000 trên một gói và bên em là bán từ 3 gói trở lên nhưng không bán lẻ nhá. Bán thấp nhất là 3 gói trở lên. Đấy, bán thấp nhất là 3 gói trở lên, 10.000 một gói. Còn các bác mua là 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng là 20 gói. 20 gói thì giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy, tức là mua một thùng 20 gói thì tính ra chỉ vào có 7.000 một gói thôi. Còn mua lẻ là 10.000. Đấy, 10.000 là bán từ 3 gói trở lên. Còn mua 10 gói thì sẽ là 80.000. Đấy. Mua lẻ thì tính ra là vào 7.000, còn mua 10 gói thì là vào 8.000, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 nhá. Đấy, đây. Giấy của nó thì siêu dai lên các bác này. Đấy, giấy rất là dai luôn các bác thấy không? Giật bình bịch như này mà không việc gì là các bác biết rồi. Dùng nó rất là thích nhá. Đấy, siêu dai, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Nó một gói này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 10k trên một gói này, 10 gói là 80.000 và 20 gói là 140 nhá. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy ăn nhá, đưa cho anh cái chảo này. Đấy. Hàng siêu dai cho bác luôn, giật bành bạch không việc gì luôn các bạn này. Đấy, rất là dai nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này bao nhiêu? Các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này đường kính là 28 cm và hàng chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong này. Đó. Chảo tổ ong. Giá sẽ là 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. 140.000 một chiếc nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu được hết nhá. Chiên rán xào nấu đun bếp từ thoải mái luôn. Đun bếp từ thoải mái luôn. Hàng bằng inox và tráng chống dính rất là tốt nhá. Than tổ ong tráng chống dính rất là tốt luôn. 140.000 cho một con chảo như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000. Rồi ok. Hả? Chiều nay đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Đây, máy đuổi chuột này. Con này thì đuổi chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều được hết nhưng nó sẽ thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này, 35k một chiếc như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện cho em là ok thôi, cắm vào điện cho em là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cam mô hình như này. Có cả điều khiển, cả ốc vít, đai các bác đầy đủ luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 cho con cam mô hình như này thôi. Đấy, nó sẽ là camera nhưng mà nó sẽ là giả cam thôi và nó sẽ là đèn nhá. Đèn năng lượng mặt trời như này rất sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá, ban đêm thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ban đêm thì nó sáng. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, và ban đêm thì nó sẽ sáng nha, ban ngày nó tự tắt này. Đây. Đấy, em che đi thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Nên mã giúp cho em đó là đèn cam mô hình nhá. Cam mô hình thì con này rất tiện, các bác vừa dùng để làm cam để dọa trộm này. Đấy, vừa các bác dùng để lấy ánh sáng luôn mà không mất một đồng tiền điện nào.
giá thì chỉ có 100k thôi, có cả điều khiển như hẳn hoi luôn. Cam mô hình, cam mô hình nha. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100k nha, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bàn làm rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi phượt, đi công tác đều ok hết nhá. Về nhà thì các bác cho nước vào cái quai này cho em này. Đấy, đây là cái quai này, các bác cho nước vào đây cho em để mình dùng này. Đấy, và các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch nhá. Đấy, và đây là cái công tắc của nó này để điều khiển độ nóng này, mâm cực dày luôn và có cả hơi nước, bóp vào đây là sẽ ra hơi này. Bàn là hơi nước mini nhá, 135.000 một chiếc, giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chỉ có 135k thôi. Các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là dùng ở nhà cũng ok. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k bàn là hơi nước mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110.000. Đây. Đấy, sẽ kèm cho các bác một cục pin hãng như này. Đấy, thân của nó bằng nhôm và có zoom này các bác này. Đèn 20, con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20 cm một chút thì em gọi là đèn 20. Có cả cái phần này để các bác lắp pin tiểu cũng được. Đấy, hoặc các bác dùng trực tiếp như này nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em, lắp đúng chiều nhá. Nếu các bác lắp sai chiều thì đảo chiều đi cho em. Và xoáy thật chặt vào thì nó mới kết nối nguồn các nhá. Đấy, xoáy thật chặt vào thì nó mới ăn chân pin. Đó. Thì khi các bác lắp như này thì em lắp này là sai chiều pin này thì các bác lại xoáy ngược lại cho em, đảo chiều pin này cho em. Thân của nó thì bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm hết. Chiều dài là 20 cm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác và ngon lành, rất dễ sử dụng luôn. Chỉ cần lắp vào là xong. Đó, rất tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có là 110.000 thôi. Đây. Đấy, đèn rất sáng các bác này. Đấy, và có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn, các bác thấy không? Đó. Đây. Pha của nó có thể điều chỉnh như này và pha rất là rọi luôn các bác này. Đây. Ban ngày mà pha còn như này thì các bác biết rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, và có thể zoom điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, có thể phóng to thu nhỏ đây. Rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện nhá. Đấy, cái đầu này rút vào phát phóng to thu nhỏ luôn. Chiều dài của nó là 20 cm. Đấy, tầm 20 hơn 20 cm một chút. Đây. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy, có báo pin luôn các bác này. Rất tiện luôn. Đây, và có kèm thêm một cáp sạc nữa, giá thì chỉ có cho bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 này. Đèn 20, giá sẽ là 110k. 110.000 cho con đèn 20 này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên em về một số cái đồ lính Mỹ này. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mũ lưới nhá. Đây là con mũ rất là đẹp luôn, hàng USA của Mỹ này. Đấy, USA American các bác nhá. Đây, đây. Đập cho bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đập thoải mái luôn nhá. Đập thẳng tay luôn này các bác này. Đấy. Thẳng cánh và phang các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, đập như này mà không hề ấn gì các bác yên tâm sử dụng rồi nhá. Chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Bên trong này thì nó sẽ có đai như này các bác này. Đây, thắt vào này, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần lưới dù như này thì khi bác đội nó sẽ không chạm đầu, rất là ngon luôn. Chất liệu thì có về bàn này các bác này. Có về bàn luôn, các bác thấy không? Đập không hề có một vết xước luôn nhá. Và các bác về các bác đan cái lưới này vào cho em này. Đấy. Có cái lẻ nó không? Về nhà các bác đan cái lưới này vào cho em. Đấy, nếu mình thích cần dùng lưới thì mình đan lưới vào, không có thì mình không dùng lưới thì thôi. Đấy, còn các bác dùng lưới thì mình chụp cái lưới này vào cho em, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các bác có thể chụp cái phần lưới này vào này. Đấy. Con này thì các bác đội đi xe máy chứ cũng rất là an toàn luôn. Đấy, đội xe máy rất an toàn luôn nhá. Đấy. Thì mình đội thì đây, cái lưới này nó sẽ là cái dòng lưới ngụy trang như này, rất là tiện ích này. Về nhà các bác dàn đều ra cho em. Đấy, sau đó thì mình đội vào này, rất là đẹp luôn. Vừa chống xước vừa là cái lưới ngụy trang như này, các bác muốn dùng lưới thì dùng mà không dùng thì thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó, giá rất hợp lý luôn. Cầm anh cái kéo cu bia ra đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng kéo bếp vàng như này. Con này thì hôm nay sẽ là về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. 30k cho một chiếc này thôi nhá. Giá thanh lý cho bác chỉ có 30.000 cho một chiếc này thôi. Và sẽ là thanh lý giá tốt là 100.000 bốn cái luôn. Đấy, mua lẻ sẽ là 30.000 một chiếc, còn bác nào mua từ 4 cái trở lên giá chỉ có 100.000 cho bốn cái thôi. Các bác có thể mua cho gia đình và mua cho đại gia đình nhà mình nhá. Mua rồi tặng người nọ người kia rồi mua về để dùng dần. 100.000 cho bốn chiếc kéo bếp vàng như này, hàng nội địa của Nhật này, thép SK50 gỉ này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là ngon luôn, cắt nem rồi, nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên xem là kéo bếp vàng này. Đấy. Kéo bếp vàng.
kéo bếp vàng này, cái giá thì cực kỳ là ưu đãi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc và mua lẻ. Còn mua combo thì sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 4 cái luôn, 100.000 4 cái nhá. Giá giảm sốc thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo khui bia nhá. Con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Các bác dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ đa chức năng luôn. Hàng rất bén quá nhá, rất bén luôn này, thấy không? Đó, rất bén luôn. Cũng hàng của Nhật, Japan đây. Con này thì nó sẽ dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Có khui bia, có mở nắp chai, có đánh vảy cá, có kẹp cua ghẹ, có phần khuyết để cắt gà. Đây là một con kéo khui bia đa chức năng luôn. Đấy, các bác lên cho em là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Đấy, chuyên dùng để khui bia này, mở nắp chai này, cắt gà, cắt cá, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Kéo khui bia giá sẽ là 70.000 trong con kéo khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Kéo khui bia giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cổ điện trắng này, cổ điện trắng. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo và có hai chân USB như này, dây dài khoảng 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em nó là ổ điện trắng, giá sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là ổ trắng này, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 trong con ổ trắng như này. 60k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá thanh lý rất tốt cho các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm, hai chân USB, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái mẫu chổi để các bác chuyên để rửa ô tô. Đấy. Lau rửa ô tô thì con này rất là tiện. Thường thì nhà bác nào cũng có xe ô tô, xe con. Đấy, thì dùng rất là tiện nhé, các bác chỉ cần là đút vào đây cho em này. Đấy, rất tiện luôn này. Thì mình ô tô thì mình xịt nước vào, sau đó thì mình đưa xà bông vào là mình lau này. Đấy, lau chùi như này thì nó rất là tiện nhá. Nên mã giúp cho em đó là chổi rửa ô tô nhá. Chổi rửa ô tô, giá thì sẽ là, nên mã giúp cho em là chổi rửa ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho bọn em chổi rửa ô tô như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác rửa ô tô này. Đấy, các bác thì mình chỉ cần là xịt nước lên, cho xà bông vào đây này. Đấy, ở đây của nó là nó bằng da và nó máy hết nhá, thì các bác rửa không sợ bị xước xe nhá. Và cái phần này các bác chỉ cần gạt như này thôi, nó rất là nhanh, vừa rửa vừa lau khô được luôn, nó rất là nhanh nhá. À, cái này nó còn rút dài được thêm được khoảng 20 phân nữa các bác này. Đấy, đây các bác có thể rút vào xoáy ra như này. Đấy, rất là tiện này. Tiện chưa các bác ơi? Tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang. Nó vào khoảng là đi 8-90 cm nhá, 8-90 cm. Thì rất tiện luôn để chuyên cho các bác kỳ cọ rửa ô tô này. Các bác có thể rút ra như này, cho dài ra hoặc là mình xoáy vào. Đó thì rất là tiện. Lên cho em là chổi rửa ô tô, giá sẽ là 90k cho mấy em chổi rửa ô tô như này nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, hàng của Đức, made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng, chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu, con là điều luôn thôi nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp em là khóa Đức nhá, hàng made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay xem cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này có nói là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên cho em là khóa Đức, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện như mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn các nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc, một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, nhấp nháy này, đây. Đây ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó các bác thấy không? Rất là sáng luôn nhá, điểm sáng của nó rất là lớn luôn. Ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nhá, có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này. Nó hình như phễu. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k.
Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhé, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo giá sẽ là 30.000. Đây, cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tắc lên là xong. Đấy, đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W thôi nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng mà sáng như này cũng phải mất 5-70 đến 100.000. Đó, thấy không? Sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok. Đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây con này. Đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini. Giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhá. 4 cánh mini 40.000. Đấy. Đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k. Vừa là lò xo ngắt nghéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2m đến trên 2m nhá. Đấy, từ 1m8 đến 2m. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Đây các bạn này, rất là rộng luôn. Đây các bạn thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bạn này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80-90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1m và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bạn này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bạn thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạ, con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch hoặc là để ở nhà. Đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quặn lại như này cho em. Đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. Đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này. Và có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Một đầu tăng đơ như này, chống cắt, chống đầu tăng đơ này là chống chống bị đứt nhá. Đấy, các bác cắt thì nó rất là an toàn luôn, không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy, hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, bật nguồn cho em này. Đấy. Các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viền, cắt tóc cho người già này. Đấy, không ăn da nha. Đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó. Cắt đầu sạch đấy luôn. Đó. Thì thứ nhất là có một tăng đơ này. Thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này. Đấy. Đầu này để cạo râu này. Xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi, thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy, thì nó đa di năng luôn. Có 3 chức năng chính đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, 3 chức năng chính như này. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con Thunder A1 như này. Hàng 3 chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok. Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1 giá sẽ là 160k nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên. Đấy, treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin tại vì nó có hệ thống là tự sạc cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi.
Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho nha. Đấy thì cái này cân tối đa của nó được 50 kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem. Đấy, đây là một cái quận dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái quận dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10m này. Quận dây điện 10m, cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39. 1 cân 39 các bác này. Đấy, 1,39 kg, tức là 1 cân 4. Đấy, 1 cân 4 như này. Quận này là 10m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó. Thì các bác lên xem là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70 cành. 70 cành cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ này, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây. Dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này. Đây. Dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5. Đây, FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000. 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bác này. 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Tất Nike của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này, tất Nike của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, giá rất hợp lý nhá. 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10, giá sẽ là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các bác nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90k nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này, châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá, chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá, tăng giảm bấc ở đây, rất tiện luôn. Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này, hoặc các bác có thể xoay trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu này. Đó. Đèn dầu giá sẽ là 130k, 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Đó, dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền. Đấy, các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này và một ngăn to này. Đấy, một ngăn to thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá. Túi chéo dàn di, chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc. 4k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn để quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đấy em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây, con này. Các bác thấy chưa? Đấy cái phần này bằng inox rất là sắc luôn mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Nó không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá. Test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá. Túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho bọn em túi chéo da bò. Đấy. Thì kích thước thì nó sẽ là na ná như nhau. Đấy, nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy, nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên. Còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ, chắc chắn. Đấy, quay đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy, túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các bác này. Đấy, một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy, máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ, về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy, em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy, đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k. Đây. Đấy, máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy, nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo, hàng của Mỹ. Đấy thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 95.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy đây các bác này, còn nguyên tem này các bác này. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc.
Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này. Con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm lòng gà rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp ở đây, rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này, giá thì chỉ có 25 cành thôi. 25.000 cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, nó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên cho em là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bắt tiền đấy nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá, giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi, có cái đầu gioăng gen xoáy rồi, các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Được, ok.